Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hết Honda Hồng Đức ạ. Thì trong clip hôm nay cửa hàng bên mình sẽ cập nhật cho các bạn về ba cái phiên bản màu sơn của dòng xe hai 125. À, phiên bản này do Honda Việt Nam phân phối luôn nha các bạn. Thì như các bạn đã biết á, thì mươi 125 thì hiện tại nó có hai phiên bản. Đầu tiên là phiên bản đen nhám và thứ hai là phiên bản màu xanh nhám. Thì hiện tại là do giới liệu, giới hạn màu sơn nó chỉ có hai màu sơn chính thôi. À, do việc mà các bạn mình sử dụng màu sơn có nhiều màu sơn để mình lựa chọn á, thì hôm nay cửa hàng bên mình đã độ lên ba chiếc màu sơn như thế này cực kỳ đẹp thì hiện tại mình có nhu cầu thì đến ngay cửa hàng để mình chọn em nói về nhé các bạn à, thì trước khi mình review ba cái phiên bản màu này á, thì những cập nhật về địa chỉ cửa hàng tí xíu nhé các bạn hết honda đất 10 địa chỉ là ấp châu quýt a thị trấn châu thành huyện châu thành tỉnh sóc trăng và số điện thoại để, liên hệ với những cái số là 0964 234 878 và số điện thoại để liên hệ với với bạn nghĩa có để trên màn hình thì mình có thể là gọi cho bạn nghĩa để tư vấn hoặc là điện thoại cho em cũng được nhé các bạn rồi thì đối với dòng Wayo thì hiện tại á thì màu trước màn hình các bạn đang xem chính là cái phiên bản màu trắng đen cực kỳ đẹp. Thì ở phiên bản màu này á thì nó cực kỳ hot luôn nha các bạn. Ở phiên bản màu trắng này thì hầu như ở thời điểm Tết này á thì các bạn mình hồ đến cửa hàng để chọn cái phiên bản màu trắng này thì vẻ bên ngoài nó sẽ cực kỳ sang trọng luôn nha. Thì màu này là màu sơn độ à, mới của cửa hàng thì ưu điểm của màu này nó sẽ không bị trùng màu với bảng màu zin của Honda. Và ưu điểm thứ hai á thì các bạn mình sẽ được hỗ trợ bảo hành màu sơn lên đến 3 năm hoặc là 30.000 km lần đó các bạn. Thì màu này thì các bạn thấy bên cửa hàng bên mình đã độ lên những cái chi tiết rất là khác chẳng hạn như là nguyên một cái dàn áo sơn lại nè cực kỳ đẹp luôn nhé bạn rất là bóng luôn rất là sáng ha và kết hợp thêm một cái bộ tem wario các bạn à, rất là đẹp luôn ha các bạn về ưu điểm của dòng xe wario thì các bạn đã biết rồi sử dụng thứ nhất là mà sử dụng đồng hồ à, full năm bảng lcd nè thứ hai là sử dụng một cái bộ khóa thông minh à, khóa xe mở xe tìm xe và có cả chức năng chống trộm luôn nhé bạn và ưu điểm thứ ba nữa cái dòng xe wario này chính là dòng xe sàn phẳng các bạn mình sử dụng xe các bạn mình đi vào những cung đường à, dài thì mình không sợ vấn đề là mệt mỏi nhá bạn đó thì đây là phiên bản màu trắng và ưu điểm kế tiếp nữa chính là cái có cổng sạc ở vị trí này luôn nha các bạn đây khi mình sử dụng xe à, lỡ mình sử dụng điện thoại mà mình quên cấm sạc ban đêm á, thì hiện tại mình có thể là sạc ở trên vị trí này luôn và cổng sạc sử dụng là cổng sạc usb luôn nha các bạn và một điểm à, ưu điểm của dòng xe YO ô thì những người rất là thích chính là một cái phần tay dắt các bạn hầu như cái phần tay dắt này nó sẽ liền với cái dàn áo luôn nha bạn đây nó có khớp như thế này nè và cái tay lắc nó sẽ đi theo những cái đường này như thế này mình cảm giác xe mình nó sẽ rất là một khối liền khối chứ không phải là những cái phần tách rời à, cực kỳ đẹp luôn ha và đây là cái phiên bản màu trắng thì hiện tại qua bên cửa hàng Honda Hồng Đức 10 á có rất là nhiều phiên bản màu sơn độ cho nên á thì mình có nhu cầu thì kết bạn với mình qua số điện thoại ha à, hoặc là trên bàn với bạn nghĩa cũng được nha thì đây là cái phiên bản màu đỏ candy nha các bạn ở phiên bản màu đỏ candy này thì cũng là cái phiên bản màu sơn mới mẻ này. Ở thời điểm Tết này thì mình chọn phiên bản màu màu đỏ này cũng là một cái biểu tượng may mắn. Ở màu này thì bên cửa hàng bên mình sẽ độ những cái chi tiết khác chẳng hạn như là cái bộ tem 125 nè. Phần này là phần dán các bạn. không phải là dán xin lỗi. Sơn đấu tem luôn ha. Sơn độ đấu tem luôn. Thì ưu điểm của dòng sơn độ đấu tem này thì nó sẽ bền màu theo cái màu sơn luôn mình sử dụng sau này hoặc là 90 năm chẳng hạn thì do cái màu sơn này là nó sơn luôn cái màu tem cho nên các bạn mình yên tâm trong quá trình sử dụng và một cái điều đặc biệt ở phiên bản màu sơn đỏ Candy này á nó rất là sáng màu so với do so với những phiên bản thường nhớ bạn rất là sáng luôn các bạn các bạn mình chạy qua những khu vực có nhiều ánh đèn á thì xe mình rất là nổi luôn ha và một cái màu sơn độ bên cửa hàng mình mình giới thiệu cho các bạn nữa chính là phiên bản màu xanh ánh tím ở phiên bản màu xanh ánh tím này thì nó có hai phiên bản giống như nhau nha các bạn phiên bản hồng ánh tím và phiên bản màu xanh ánh tím các bạn mình có thể là đến ngay cửa hàng để xem các phiên bản màu hồng hoặc là kết bạn zalo với nhượng thì nhượng có thể là gửi các bạn phiên bản màu hồng mình xem hoặc là trong thời gian sau á thì bên mình cửa hàng bên mình, mình vẫn review những cái phiên bản màu đó mình tham khảo ha phiên bản màu hồng mà xanh đến tím này nó sẽ thay đổi màu sơn theo điều kiện ánh sáng nha các bạn mình đứng với cái những cái góc độ khác nhau ví dụ như ánh điều kiện ánh sáng khác nhau á thì nó sẽ thay đổi cực kỳ đẹp và cực kỳ uh, sang trọng luôn nha các bạn rồi thì kế tiếp là những sẽ cập nhật về cái uh, giá cả thời điểm hiện tại các bạn mình uh, tham khảo ha thì video thì hiện tại có nhiều phiên bản cũng như là nhiều giá thì các bạn mình có thể là uh, giá hôm nay nó chỉ từ là 43 triệu 990 ngàn thôi nhé các bạn khi mua xe ở thời điểm hiện tại các bạn mình sẽ được hỗ trợ chiếc bạ một triệu đồng về thẳng trên giá nè chương trình thứ hai chính là chương trình dành cho công nhân nha các bạn với chương trình dành cho công nhân thì dành cho các bạn mình đang làm việc ở khu công nghiệp ở huyện châu thành tỉnh sóc trăng nha thì khi mua xe thì mình nhớ đem thẻ công nhân của mình nếu mình đang là công nhân thì sẽ được hỗ trợ giảm ngay là một triệu đồng nữa chương trình rất là ưu đãi cho các bạn luôn ha và chương trình cuối cùng để các bạn mình có thể là tham khảo chính là cái chương trình thu cũ đổi mới thì với chương trình thu cũ đổi mới này á thì các bạn mình sẽ có một dòng xe đời cũ mình không sử dụng có thể là xe mình nó chi phí sửa chữa à, cao hoặc là mình sử dụng á thì à, việc mình sửa chữa cao hoặc là à, có những vấn đề mình sử dụng á là nó hay bị chết máy dọc đường chẳng hạn thì mình nói chung á là nó có nhiều vấn đề nó khó khăn thì mình thay vào việc mình mình sửa chữa một dòng xe đó thay về đó mình sửa đổi xe thì với việc đổi xe như thế này á thì mình sẽ được áp và dạ, áp dụng vào cái chương trình khuyến mãi hiện tại thứ nhất đó là các bạn mình sẽ được hỗ trợ chương trình trả góp không phần trăm lãi suất và khoản vay mình là khoảng khoảng 20 triệu á, thì các bạn mình sẽ được hỗ trợ chương trình là không phần trăm lãi suất luôn ha và chương trình thứ hai dành cho các bạn mình không có nhu cầu mình mua trả góp á, thì mình mua tiền mặt mình khi mình đổi xe đó các bạn thì cửa hàng sẽ hỗ trợ à, giảm cho các bạn là một triệu đồng chịu thẳng trên giá luôn nha bạn thì chương trình khuyến mãi cực kỳ tốt luôn ha thì nhận xin uh, review là địa chỉ cửa hàng tí xíu để mình tham khảo á, thì hết hôm nào đất 10 là có nghĩa là ngay chợ trà quýt luôn nha bạn các bạn mình tới tới chợ trà quýt thì uh, các bạn mình nhìn ở phía bên tên phải á, thì có cửa hàng hoa đào đất 10 chính là cửa hàng bên mình thì uh, Hồng Đức 10 ở địa chỉ là ấp Trà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại để liên hệ với những là số 0964 234878 nha các bạn và hiện tại thì dành cho các bạn mình có nhu cầu mình lên hồ sơ online thì bên cửa hàng bên mình, mình cũng đã có chương trình này dành cho các bạn luôn nha thì với chương trình này thì mình sẽ có một dòng xe và các bạn mình có thể là thích dòng xe nào đó nhưng mà mình ngại về việc mình đường xe hoặc là các bạn mình có nợ chú ý chẳng hạn thì việc mình lên hồ sơ mình ngại vấn đề đó thì mình có thể là gửi cái căn cước công dân để gửi cho nhận hoặc là cho bạn nghĩa để có thể là trách hồ sơ cho mình trước thì cửa hàng sẽ hỗ trợ trách hồ sơ nhưng mà các bạn mình cũng phải ra cửa hàng để lên hồ sơ nha có nghĩa là kiểm tra để cái cái căn cước của mình là có hợp lệ để lên hồ sơ hay không thì nếu mình hợp lệ thì mình ra cửa hàng để lên hồ sơ sau thì nó cái việc đó nó sẽ dễ dàng hơn thay vào việc đó các bạn mình ở xa mình lặn lội đến cửa hàng thì nếu mà không được thì mất công thời gian cho mình ảnh hưởng thời gian cho các bạn đó thì cũng khó khăn thì việc đó thì mình có thể là được nhân viên của mình để hỗ trợ cho các bạn ha rồi thì kế tiếp chính là cái chương trình là giao xe tận nhà cho các bạn nha thì ở thiểm hiện tại á thì nếu các bạn mình ở khu vực gần cửa hàng á thì ví dụ như cửa hàng bên mình ở huyện Châu Thành thì sóc Trăng á các bạn mình có à, thích những dòng xe này nhưng mà mình không có thời gian để mình đi nhận xe thì mình à, chốt xe online thì cửa hàng sẽ giao xe tận nhà cho các bạn luôn và chi phí á, là hoàn toàn miễn phí các bạn. Các bạn mình không cần phải tốn một cái phí nào cả. Thì à, xe đến nhà các bạn rồi á thì mình có thể là kiểm tra xe, xe đâu đó mình cảm thấy ok thì mình nhận xe và phần còn lại á, sẽ được nhân viên bên mình hỗ trợ ha à, chẳng hạn như là à, chọn những phiên bản màu sơn độ như thế này á, thì, thì được nhân viên bên mình á, là ra cái màu sơn giống như cái phiên bản màu trên Cái cái cà quẹt các bạn ha và bao gồm là đăng ký chức bạ nè phần dịch vụ công nè thì theo, theo những đặc biệt thì khi các bạn mua xe cái phần dịch vụ công á, thì thường á, là các bạn cần phải tự đăng ký hoặc là mình thuê bên ngoài á. thì tuy nhiên là các bạn mình đừng lo nha các bạn mình mua tại cửa hàng thì các bạn mình sẽ được nhân viên bên mình hỗ trợ đăng ký luôn phần dịch vụ công này thì cũng là chi phí cũng là quyền miễn phí thôi các bạn mình có nhu cầu á, thì sẽ được nhân viên bên mình tư vấn hết gõ hết trơn cho các bạn cứ yên tâm nha rồi những xe cập nhật lại địa chỉ tí xíu là Hồng Đức 10 là ấp Châu A thị trấn Châu Thành à, huyện Châu Thành tỉnh Sóc Trăng và hiện tại những dòng xe này có chương trình hỗ trợ trước bạ nè một triệu đồng nè chương trình công nhân một triệu đồng nè chương trình thu cũ này mới nè thì rất là nhiều chương trình khuyến mãi nè mình có nhu cầu thì đến ngay cửa hàng hết hôm đau đất mười nhé các bạn rồi à, xin chào và cảm ơn các bạn à, đã làm xem, xem clip ạ à.